Thưa quý vị, xã hội phát triển nên chất lượng cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao. Không chỉ xu hướng tiêu dùng xanh mà cả những cửa hàng kinh doanh theo mô hình xanh cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Khi đặt chân vào khoảng không gian này, tuy không quá lớn nhưng lại được trồng hơn 170 loài cây, chúng ta như đang lạc vào một khu rừng nhỏ. Với cách bài trí hài hòa, bất kể khi ngồi ở vị trí nào, tầm nhìn cũng sẽ được bao bọc bởi những chậu cây cảnh, mang đến cho khách hàng một góc nhìn mát mẻ và dễ chịu. Dạ, khi đến mấy quán này á, em cảm giác như là mình được hòa mình vô với thiên nhiên á. Em cảm giác tâm trạng mình nó thoải mái hơn so với những kiểu giờ làm với là việc học nó căng thẳng á. Giữa cái thời tiết oi bức của mùa hè, mảng xanh nơi đây thu hút mọi người đến và cùng nhau ngồi trò chuyện, cân bằng lại cuộc sống hàng ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cây xanh có tác dụng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của con người. Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, đặc biệt ở các khu vực nhộn nhịp và tấp nập, mô hình kinh doanh với thiết kế mang hơi thở của thiên nhiên đang dần được ưa chuộng và thịnh hành hơn. Thì cái phản hồi của những vị khách hàng á, thì họ lúc nào nó cũng có một cái điểm chung á, có nghĩa là cái vườn này nè nó mang lại cho họ cảm giác dễ chịu, bình yên lắm. Họ sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà được đến đây để được sống trong một cái không gian xanh mà nhiều khi họ không có cái cơ hội hoặc là không có cái điều kiện để chăm sóc hay làm được. Với không gian thoáng đãng như thế này, nơi tạo cho chúng ta góc nhìn thân thiện, hòa mình vào với thiên nhiên, giúp cho mỗi người đến đây có cảm giác thư giãn hơn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng.